Tinovit TV giới thiệu bộ phim Thần Y Tôn Đại Đường. Trên có Hoàng Thiên, dưới có Hậu Thổ làm chứng. Ta Lý Nhị, ta Lý Tôn, hai người ta nguyện kết làm huynh đệ. Tập 2 Không giàu Lý Nhị huynh bệnh của huynh khá nguy hiểm đấy. Tam đệ, ta rốt cuộc đã mắc bệnh gì? Nhị ca, trong đầu huynh có một cục u nhỏ. Nếu không trị ngay trong vòng 10 năm tới thì nó sẽ to lên gây nguy hiểm đến tính mạng. Lý Nhị ca cũng không sống qua 50 tuổi đâu. Vậy bệnh của ta, Tam đệ có nắm được cách chữa trị không? Lý nhị ca bệnh của huynh có hai cách chữa. Cách thứ nhất là chữa trị an toàn tạm thời giúp huynh không phải chịu các cơn đau đầu nữa. Trong vòng 10 năm huynh đều có thể ngủ ngon, nhưng sau 10 năm, bệnh tình tái phát tới lúc đó hết thuốc cứu chỉ có thể nằm chờ chết. Vậy cách thứ hai thế nào? Cách thứ hai chữa trị chính là làm phẫu thuật não cho huynh, dùng dao rạch một lỗ nhỏ, lấy cái cục u nhỏ kia ra. Nếu như vậy ba ngày có thể khỏi hoàn toàn, sau này sẽ không cần lo bị đau đầu nữa. Ngoài cách đó ra không còn cách khác nữa sao? Hết rồi. Ta biết rồi, để kê cho ta hai thằng thuốc giảm đau, ta về nhà suy nghĩ rồi tính tiếp. Thuốc này pha nước ẩm uống là được, uống xong sẽ thấy giảm đau ngay tức thì. Tiền khám nhiều vậy, ta và Lý Nhị Huynh có duyên, tiền khám hôm nay miễn phí cho Huynh. Tam đệ đệ nói cái thuật mở sọ đó có nguy hiểm không? Chả có gì nguy hiểm chỉ cần nửa canh giờ là mổ xong. Hơn nữa lúc mổ cũng không cảm thấy đau đớn ngủ một giấc tỉnh dậy là không còn gì đáng ngại nữa. Được rồi ta đã rõ, đợi ta về suy nghĩ. Theo các ngươi thấy thì chậm có nên làm cái thuật mở sọ đó không? bệ hạ mở sọ không phải là chuyện nhỏ từ xưa ông cha ta có ghi chép ngay cả đến hoa đạt thần y cũng chưa từng làm cho tào tháo vậy nên thần cho rằng không đáng tin còn ngươi chỉ tiết bẩm bệ hạ vì thần cùng suy nghĩ với lý tướng quân ạ à. ý của hai người là bảo chấm đợi chết hay sao bệ hạ ký của thần là muốn người gọi các vị thái y khác vào khám trước xem sao không chừng còn có cách chữa trị khác nữa lý tướng quân nói có lý xin bệ hạ hãy suy nghĩ ạ à. Được rồi ta về cung trước tìm thầy y khác xem sao rồi tính tiếp. Lý nhị sau khi về cung thì bệnh đau đầu tái phát nên đã dùng thuốc theo lời ông Tôm. Sau đó đi ngủ. Sáng hôm sau cung nữ chưa kịp đánh thức Lý nhị thì ông ta đã tự tỉnh rồi. Tên Tôm đại phu này, giúp cuộc kê thuốc gì sao lại thần kỳ như vậy? Thần kỳ quá rồi. Nếu thực sự như hắn nói, sau khi phẫu thuật sọ não có thể hết sạch đau đầu thì sao mà không thể thử chứ? lý nhị, nhị ca huynh suy nghĩ kỹ rồi ta vốn dĩ sớm đã đến tìm đệ rồi nhưng vài ngày nay bận việc làm ăn có một lô hàng trao đổi với bên tây tạo làm lỡ mất thời gian nhị ca yên tâm phẫu thuật không có gì đáng sợ cả tam đệ y thuật tinh thông ta đương nhiên tin tưởng đúng rồi hai vị tùy tùng đi bên cạnh huynh sao hôm nay không tới vậy hai tên đó cùng nhau phản đối việc ta đến đây chữa bệnh ta sao dám đưa họ đến nữa chứ phẫu thuật sọ não vốn dĩ nghe có vẻ hoang đường hai người họ cũng là lo lắng cho huynh đợi bệnh của huynh khỏi rồi họ sẽ không còn phản đối nữa Tam đệ đây là thuốc gì vậy? Thuốc cây mê ấy. Khi huynh uống vào sẽ ngủ say nửa canh giờ. Sau khi tỉnh lại thì khỏi bệnh rồi. Trên đời này lại có loại thuốc thần kỳ như vậy sao? Tam đệ phẫu thuật của ta có phải đã xong rồi không? Đã xong rồi đó. Lý nhị ca không cần lo lắng bệnh đau đầu tài phát. Có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Đúng thật là vi diệu mà, chẳng trách bây giờ ta nhìn mọi vật đều rõ ràng hơn trước. Đó là bởi vì cái khối u đó để lên dây thần kinh làm cho thị giác bị mờ đi. Bây giờ cái u đó không còn nữa, nhìn mọi vật cũng được rõ ràng hơn. Tam đệ, hai ta tuy rằng ngoài miệng xưng hô huynh đệ nhưng lại có danh không thường. Hôm nay đệ đã cứu mạng ta, không còn là vấn đề tiền tài báo đáp được nữa, không bằng chúng ta kết bái huynh đệ ở đây được không? bản thân mình xuyên không về cũng không có người bạn thân thiết vị lý nhị ca này con người cũng không tồi đáng để kết giao bằng hữu nếu lý nhị ca không chê vậy hai chúng ta cùng kết bái huynh đệ tại nơi rồn nát này đi từ nay kết thành huynh đệ cùng họ trên có hoàng thiên dưới có hậu thổ làm chứng ta lý nhị ta lý tôm hai người kết bái thành huynh đệ không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm nhị ca tam đệ nhị ca hôm nay là một ngày tốt đệ đi làm vài món hai ta uống với nhau vài chén rượu nhé Tam đệ, ta vừa phẫu thuật xong liền uống rượu. Không được đâu, nhị ca yên tâm, uống ít rượu không đáng ngại gì cả. Hơn nữa khi nãy huynh dùng thuốc gây mê uống chút rượu và có thể làm cho thuốc mê tan nhanh hơn. Vậy à, làm phiền tam đệ rồi. Món khoai tây sợi này ngoài đệ ra đảm bảo huynh là người đầu tiên ở đại đường này được ăn. Vậy à, để chấm. À để huynh nếm thử món khoai tây sợi này. Wow. Cái này là gì? ngon quá đi mất thôi Tam đệ, không những y thuật cao siêu Mà nấu ăn cũng giỏi nữa Ta đã thưởng thức món ngon khắp thiên hạ Nhưng lần đầu được ăn món ngon mỹ vị như thế này Nhị ca quá khen rồi chỉ là mấy món ăn ngày thường thôi Thử rượu mà đệ u đi Ông tôm nâng cốc, lý nhị uống một hơi hết luôn Không cay, lịch mẹ Rượu này sao lại nặng như vậy? Tam đệ, đây là loại rượu gì vậy? Rượu này không có tên, là do đệ tự tay ủ. Có điều hôm nay là ngày đẹp vì đã gặp được một chi kỷ là Lý Nhị Ca. Đệ quyết định đặt cho nó một cái tên gọi là Chi ngộ Hồng. Chi Ngộ Hồng, Chi Ngộ Hồng. Tên rất hay, tên rất hay. Đây mới là rượu mà nam nhân nên uống. Đúng rồi hiền đệ, không giấu gì đệ. Ta buôn bán nhiều năm quen biết với mấy vị quan đại thần trong triều. Y thuật của đệ tuyệt như hoa đà tài thế. Hay là huynh trưởng giới thiệu giúp đệ vào cung làm ngự y được không? Ý tốt của nhị ca, đệ xin nhận. Chỉ là vào cung chữa bệnh cho hoàng đế. Không phải là ý nguyện của đệ. Tam đệ sao lại sợ hoàng đế như vậy? Hay là hoàng đế trong mắt đệ còn đáng sợ hơn cả hổ? Bệ hạ là thánh nhân, đệ chỉ là phàm nhân thôi. Người thường sợ thánh nhân là điều rất bình thường. Nếu đệ cho rằng bệ hạ là thánh nhân thì đệ khám bệnh cho thánh nhân không phải là lập công rồi sao? Lý nhị ca đệ hỏi huynh, huynh có biết trong mắt hoàng đế, việc quan trọng nhất thiên hạ là gì không? Tam đệ nói nghe xem, trong mắt bệ hạ, chuyện quan trọng nhất đó chính là giang sơn xã tắc. Nhưng huynh có biết, giang sơn xã tắc là cái gì không? Là cái gì? Giang Sơn xã tắc chính là ngàn vạn bách tính, ngàn vạn đất đai của vương triều đại đường này. Nhị ca huynh có biết ngày hoàng đế đăng cơ, vì sao lại sai công bộ làm 25 ấn ngọc tỷ không? Vì sao vậy? trên sách điện tử có may đại nhãn thiên số hai mươi hữu ngũ cổ nhân lấy trời làm dương đất làm âm số lẻ làm dương số chẵn làm âm số lẻ một ba năm bảy chín hợp lại vừa đúng bằng hai mươi con số hai mươi này đại diện cho giang sơn đại đường không ngừng nối tiếp mãi mãi phồn vinh ngày thánh thượng có công trị quốc chính là vì để đại đường phồn thịnh để bách tính an lạc sinh sôi không ngừng quân chủ tiếng tốt vang danh như vậy đệ chỉ là một thảo dân không có xuất thân không có học thức sao dám đi khám bệnh cho hoàng đế nói ra không phải trò cười sao nghe những lời này ly thế dân rơi vào trầm tư suy nghĩ hồi lâu không dứt người đời biết trong cung có hai mươi ngọc tỷ nhưng sao là hai mươi không phải ba mươi năm mươi cái bởi vì ông hy vọng giang sơn đại đường có thể yên ổn truyền lại các đời sau vì vậy ông cho người làm 20 làm ấn ngọc bội cất ở điện thái an hiền đệ à trong mắt đệ đương kim hoàng thượng thật sự là một thánh quân trị quốc anh minh vậy sao không giấu gì đại ca đệ kế thừa không ít tiền tài của sư phụ ít hơn nữa đệ có thể mua một căn nhà to lấy vài cô vợ xinh đẹp sống cuộc sống an nhàn sung sướng nếu như thời đại loạn lạc thảo dân như đệ đâu dám mơ được như vậy nếu không do đường kim hoàng thượng thành trường an này sao được phồn vinh hoa lệ như thế này khắp trong triều không có ai làm chi kỷ Thật không ngờ nơi ngõ nhỏ lại tìm được một chi âm như này. Mua nhà lớn, cưới vợ đẹp, không lẽ đây là nguyện vọng đời này của Tam Đệ Không giấu nhị ca Đệ trà có chí hướng lớn gì Chỉ hy vọng được bình yên, an cư làm nghiệp Khám bệnh thêm cho vài người nghèo là được Hiền đệ à, đệ vì ta mà đã chữa khỏi bệnh đau đầu Chỗ này coi như là tiền khám bệnh đi Không được thưa nhị ca Hai ta đã kết bái huynh đệ Đệ sao có thể lấy tiền của huynh Sau này chỉ cần là huynh Hay bất cứ bạn bè người thân nào của huynh đến khám bệnh đệ sẽ không lấy một đồng nào cả Hiền đệ, khi nãy đệ còn nói muốn mua nhà lớn lấy vợ đẹp Hai ta kết bái huynh đệ Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu Chỗ tiền này đệ lấy đi mua nhà cưới vợ thì thì không phải vừa hay thực hiện được nguyện vọng rồi sao không được không được đệ và nhị ca đều sống dưới thời thịnh thế đây đều đã là phúc con về khó khăn thì đệ bây giờ chưa gặp phải đợi ngày sau nếu đệ đến cả cơm không có ăn sẽ đến tìm nhị ca giúp đỡ đến lúc đó nhị ca đừng chê đệ là được rồi tam đệ yên tâm trên đời này có ta thì có đệ ta lý nhị tuyệt đối sẽ không để đệ gặp nạn nhị ca có câu này của huynh là đủ rồi tam đệ trong nhà còn có việc ta xin cáo từ hôm khác sẽ tới tìm đệ nhị ca đi thong thả chúc mừng ông chủ chữa khỏi bệnh cho sáu bệnh nhân nhận được mười điểm sinh mạng nhận được 80 lạng vàng, nhận được kỹ năng tinh thông hội họa, lịt mẹ, cơ thế này thì cơ bản dùng cũng không thể hết tiền, tuổi thọ cũng ngày càng tăng, quan trọng hơn là còn nhận được các thể kỹ năng để thể hiện bệ hạ công chúa cao dương cầu kiến cho nó vào dạ nhi thần tham kiến phụ hoàng linh nhi gần đây thế nào đa tạ phụ hoàng bệnh của nhi thần đã khỏi chỉ là chỉ là làm sao chỉ là dạo gần đây nhi thần hay bị đau bụng dưới uống thuốc ngự y kê không thấy khá hơn nhi thần định đi tìm vị đại phu thành trường ăn đó để xem bệnh cho con linh nhi nếu con đi tìm tôn đại phu chậm có vài lời muốn nói cho con xin phụ hoàng nói ạ à. trong lấy thân phận thương nhân để kết bái huynh đệ với tôn đại phu con gặp ông ấy phải gọi là tôn thúc thúc Nhi thần gió à, đây chỉ là thân phận ngoài nhân gian, vào chiều thì cũng không được như vậy. Con nhớ kỹ không được để lộ thân phận nếu không sẽ luận con tội kháng chỉ. Nhi thần đã rõ, con đi đi, chắc ông ấy sẽ nhận ra con xem bệnh mà không lấy tiền. Hơn nữa trên đường đi chấm đã âm thầm phải cấm vệ quân bảo vệ con cứ thoải mái mà đi. Đa tạ phụ hoàng. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Các bạn có thể tạo động lực cho kênh bằng cách đăng ký, theo dõi, thả tim và kể lượt xem tại YouTube, TikTok, ủng hộ cho chủ kênh ly trà sữa để có động lực ra thêm nhiều tập phim nữa nhé.